Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Trưa hôm nay thì cũng em cũng lên nhanh một cái video để giới thiệu những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em hiện tại đang có cũng như là những sản phẩm mới về nha mọi người nha. Ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi đầu tháng cho tất cả các quý khách hàng nha. Đầu tiên em xin phép nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện nha. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là Di động Online Thành Phú. Mọi người cũng có thể là vào Facebook gõ nội dung là Di động Thành Phú để tìm cái trang Facebook bên em nha. Trên này mọi người cũng có thể nhắn tin vào hoặc có thể là chọn những dòng sản phẩm trên này đều được nha. Ngoài ra trên nền tảng YouTube mọi người sẽ xem rõ hơn. Mọi người cũng có thể là nhập vào YouTube gõ giúp em là chữ Di động Thành Phú để có thể là xem video của em và chọn những dòng máy rõ hơn nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971 172 105 nha. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi. Chế độ bảo hành hàng hóa khi bán ra bên em thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt thì phần mềm thì bên em sẽ gửi sẽ bảo hành là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn 100% nha. Và nếu như mọi người mua hàng lần đầu cũng như là gửi hàng đi tỉnh ấy, mọi người ở xa muốn mua hàng bên em thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi thì mọi người sẽ trả phí vận chuyển giúp em sẽ là 40.000. Trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước, nếu như không đúng như em giới thiệu thì mình có quyền không nhận và đòi lại tiền cọc nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào luôn những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay nha mọi người nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với một cái dòng sản phẩm mà bên em vừa về, đó là hàng Oppo A74. Hàng này thì nó đã về được ngày hôm chiều ngày hôm kia rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mới đủ cho ngày hôm qua thì mới đủ thời gian để kiểm tra cũng như là chọn lọc những sản phẩm đẹp nhất để lên trước nha mọi người nha. Đây là Oppo A74 thì bên em đợt này về thì nó cũng là hàng full box, nhưng mà về trong quá trình vận chuyển ở xa về mọi người thì nhiều lúc về cái hộp nó không có được còn được đẹp lắm rồi. Nhưng mọi người thấy là cái hộp thì nó không còn được đẹp lắm nè, nhưng cái này thực chất thì nó không ảnh hưởng gì đến cái tính chất bên trong của máy nha. Đấy. Ở đây thì A74 được này em vẫn tặng kèm cho mọi người sạc nhanh, tức là cái sạc ở đây thì em sẽ tặng cho mọi người là sạc nhanh nha mọi người nha. Đấy, sạc bên em sẽ tặng kèm sạc nhanh nè, và một tai nghe và một dây cáp sạc. Ngoài ra thì em sẽ tặng kèm theo đó một chiếc ốp lưng bên trong này nữa nha mọi người nha, chiếc ốp lưng bên trong này. Còn miếng dán màn hình thì bắt buộc bên em đã dán rồi, nhưng mà thực chất thì bên em không có chuyên về đề can á, cho nên nhiều lúc dán nó không có được đẹp mọi người. Cho nên ví dụ như quý khách về cảm thấy nó không ưng mắt mình á, thì mình có thể là tháo ra dán lại giúp em nha. Oppo A74 thì đợt này về nếu mà bản đẹp keng thì bên em sẽ có hai mã màu. Đấy là mã màu xanh. Đây, mã màu xanh. Và mã màu trắng nha mọi người nha. Màu xanh và màu trắng, đây là hai bản màu của Oppo A74 bên em về mà gọi là hàng đẹp nhất nha mọi người nha. Đấy. Nó vẫn là bản Nhật và RAM của nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 256GB, chạy phiên bản Android 12. Tình trạng máy thì gần như là mới nha mọi người nha. Nói chung là cỡ đẹp chín chín ấy, tại vì nó vẫn là hàng đã qua sử dụng cho nên nó sẽ có một vài cái điểm trừ xước nhẹ nhẹ như một tí thôi, mình có thể đánh đồng được chín chín nha mọi người nha. Dán màn hình thì thực chất em dán không đẹp đâu, nhiều khi là về quý khách hàng cũng phải tháo ra dán lại thôi, thực chất là như vậy mọi người. Đấy. Thì về một vài cái thiết kế sơ bộ của con này, như đầu tiên màn hình của nó sẽ là màn hình 6.5 inch nha mọi người nha. Độ sáng màn hình của nó cũng khá là cao, coi này cái độ sáng tinh chỉnh cũng khá là cao nha mọi người nha. Đây, mình sẽ vào giới thiệu. Đây, đó là Oppo A74 5G. RAM của nó thì nó sẽ em sẽ giảm bớt độ sáng một tí nha. RAM của nó sẽ là RAM 8. RAM 8 này nó sẽ cho mình hỗ trợ cộng thêm cây RAM ảo khoảng tầm 5GB RAM thì tương đương khoảng tầm RAM 13GB. Nhưng mà thực chất cái RAM ảo thì nó không cần thiết đâu mọi người. 8GB RAM thì mình sử dụng cũng không hết đâu. Android của nó sẽ lên đó là Android 12 nha mọi người nha. Bộ nhớ sẽ là 256GB, con này thì chạy cái bản ROM về tiếng Việt full 100%, bao cho mọi người reset hoặc khôi phục cài đặt gốc nó vẫn là tiếng Việt hoàn toàn 100% nha mọi người nha. Đấy. Pin của nó sẽ được là pin 5000, màn hình của nó sẽ là độ rộng sẽ là 6.5 inch này. Đấy. Pin thì pin 5000 rồi. Con này nó sẽ hỗ trợ cho mình lên đó là sạc khoảng tầm 18W nha mọi người nha, sạc khoảng tầm 18W. Camera sau của nó thì con này thì về camera với giá tầm trung thì con này em thấy là nó khá là ổn. Camera của nó lên đó là 48 megapixel. Và camera phụ của nó sẽ gồm có 3 camera, một camera hỗ trợ sẽ là 8 và hai camera góc rộng nó sẽ giờ lần lượt là sẽ là 2 và một đèn flash. Nói chung là 4 camera này cho mình quay phim chụp ảnh em thấy khá là đẹp. Trên nền tảng con này so với A56 hoặc là so với những con như là A56 hoặc là A57 thì con này đẹp hơn khá là nhiều. Đấy.
Nói chung thì nó cũng không có đẹp bằng những cái dòng như là camera khoảng vài trăm megapixel, ví dụ như là 108 như dòng Samsung này nọ, nhưng mà với cái mức tầm giá này thì camera con này cũng nằm ở mức gọi là ok mọi người. Ở bên em thì đợt này mức giá nó hiện tại nó chỉ có là 2 triệu 800 ngàn thôi nha mọi người nha, 2 triệu 800 ngàn cho Oppo A74 phiên bản 5G, pin 5.000 nha mọi người nha, dòng này thì pin 5.000 cho mình tha hồ sử dụng rồi ha, với mức giá sẽ là 2 triệu 800 ngàn nha mọi người nha. Em sẽ có màu xanh và màu trắng nha, màu xanh và màu trắng. Tình trạng máy thì nó sẽ là như nhau hết, nói chung là tình trạng máy thì nó sẽ là như nhau nha mọi người nha. Đấy. Rồi mình sẽ đến với dòng sản phẩm tiếp theo nha mọi người, và cũng là một dòng sản phẩm giá rẻ thì nó về chung với cái đợt Oppo đợt này luôn nha mọi người nha. Thì ở đây em sẽ về được cái hàng LG V50 Thinh Quy. V50 Thinh Quy bên em về đợt này nó vẫn là hàng chính chính luôn, nói chung là hàng này sẽ gần như là mới luôn nha mọi người nha. Phụ kiện của nó em tặng kèm đó là một bộ sạc nhanh, kèm theo đó là một chiếc ốp lưng và một wireless SIM nha mọi người nha. Đây là LG V50 Thinh Quy, RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB nha mọi người nha. Hàng này thì gần như là hàng mới luôn. Đấy. Những cái siêu dán này là chẳng qua là bên em dán để chống trầy xước thôi nha mọi người nha, tại vì hàng này là nó đẹp keng hết, nó không có bất kỳ điểm trầy xước nữa. Tất cả lưng này nó đều là bằng kính. Đấy. Nó có một cái mặt kính ở đây cho nên là bắt buộc là mình phải sử dụng những cái này dán vào, ví dụ như là khi em review máy hoặc là khi em bóc từ trên tủ xuống để em bày ra em quay phim thì nó sẽ không có bị trầy xước nha mọi người nha. Đấy. Em sẽ mở một máy lên nha. Đây là LG V50 Thinh Quy. Dòng này thì đầu tiên màn hình của nó đặc biệt, nó sẽ được trang bị là màn hình AMOLED cho mình luôn. Mà mức giá bên em thì nó vẫn sẽ không đổi cho cái lô này, nó chỉ có mức giá là 3 triệu mốt thôi. Hàng đẹp keng nha mọi người nha, đẹp keng nét luôn. Đấy. Đẹp keng nét luôn nha mọi người nha. Máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin hết nha. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.4 inch nè, màn thì là màn AMOLED rồi. Độ phân giải của nó sẽ là 2K cộng nha mọi người nha. Bản LG thì nó sẽ là LG V50 thì nó sẽ chạy là chip Snapdragon 855. Thì quý khách hàng nào mà hay chơi game cũng như là hay xử lý ứng dụng nặng đó, thì sẽ biết được con chip. Còn thực chất như em thì về chip hay là gì em không quan trọng đâu. Em chỉ cần cái màn hình to to một tí là em sử dụng được rồi, chứ em cũng không chơi game, cũng không có xử lý cái gì nặng hết. Chủ yếu là nghe gọi về làm dịch vụ chuyển tiền cho khách thôi. Đấy, cho nên em cũng không cần cấu hình quá cao. Còn quý khách hàng nào mà hay sử dụng game hay là xử lý ứng dụng đó, thì mình sẽ quan tâm đến con chip hơn. Đấy. Con chip Snapdragon thì lúc nào nó cũng mạnh và nó đỡ nóng hơn. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 6 và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128. Sẽ giảm bớt độ sáng nha. Màn AMOLED thì cho mình cái độ hiển thị gọi là số 1 rồi ha. Đây. LG V50. V50 thì sẽ sử dụng cho mình sẽ là một SIM nha mọi người nha. Mọi người đợi em một tí nha, em chỉnh lại cái bóng đèn quay phim, bóng đèn nó hơi bị chóa một tí mọi người. Dạ rồi, xin lỗi mọi người nha. Về mình nói lại tiếp con V50 ha, con này thì camera sau của nó sẽ gồm có 3 camera. Camera chính của nó sẽ lên là 16 và hai camera hỗ trợ của nó lần lượt sẽ là 12 và 12. Pin của nó sẽ được là pin 4.000, nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh, bên em tặng có tặng kèm sạc nhanh luôn nha. Đấy. Camera con này cực kỳ đẹp nha mọi người nha, quay phim chụp ảnh rất là đẹp. Nói chung là về cái độ phân giải của cái nền tảng trên camera thì nó có thể là cái độ phân giải, cái độ mê của nó thì nó hơi thấp, nhưng mà cái độ nét của nó thì khá là cao. Nhưng mọi người thấy camera trước nó rất là đẹp. Giống như bữa nay em soi cái cây A74 thì nó đẹp hơn cây A74 nhiều, quay phim chụp ảnh đẹp hơn cây A74 nhiều nha mọi người nha. Nhưng mà bù lại mỗi cây là mỗi chức năng, A74 pin cao hơn, màn hình to hơn và cũng như là cái độ đẹp của nó cao hơn. Nó sử dụng hai SIM ví dụ là vậy. Mỗi máy mỗi chức năng mọi người. Đấy, mọi người thấy camera quay phim rất là đẹp. Coi là chỉ một cái là một SIM thôi, còn lại chức năng của nó em sẽ bao full hết nha mọi người nha. Những cái trình như là Hi-Fi DAC, tức là cái trình nghe nhạc hay á, ở trên cái nền tảng LG thì nó vẫn sẽ có nha, Hi-Fi DAC nó vẫn sẽ có luôn. Với mức giá của bên em đang bán ra sẽ là 3 triệu mốt cho có kèm đầy đủ phụ kiện rồi nha. Đặc biệt á, thì bên em sẽ tặng kèm đó là bộ sạc nhanh chính hãng LG nha mọi người nha, bộ sạc nhanh kèm theo một chiếc ốp lưng và một wireless SIM. Còn nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện thì bên em sẽ giảm trực tiếp đi là 120 ngàn nha. Giảm thêm một trực tiếp đó là 120 ngàn cho cái dòng LG V50 Thinh Quy. Tiếp đến nữa thì mình sẽ đến với một cây máy em thu được giá rẻ nha mọi người nha. Đây, mình sẽ đến với một cây máy em thu được giá rẻ. Cây này cũng không phải gọi là thu mà cây này là hàng em cầm đồ mọi người. Hàng em cầm đồ thì đây là một cây máy chính bản Galaxy Tab A7 Lite. Đây. Cây này thì hiện tại bây giờ em thanh lý là chỉ có 2 triệu 6 thôi. Nó là hàng như mới luôn. Cây này là hàng như mới luôn. Lúc mà em cầm thì nó chỉ được kích hoạt được có 3 tháng thôi. Đấy, chỉ được kích hoạt 3 tháng thôi, nhưng mà
Ý, tới thời điểm bây giờ này là nó được kích hoạt là khoảng tầm 4 tháng, nhưng mà lúc mà em mua về á, lúc mà em cầm á, thì nó chỉ được kích hoạt chỉ có hơn 1 tháng thôi, và em cầm được 3 tháng rồi, cho nên ngày hôm nay em sẽ thanh lý ra. Cây này mọi người sẽ được bảo hành chính hãng, bảo hành chính hãng lên đến là tháng 3 năm sau nha mọi người nha, tháng 3 năm 2024 ấy. Đấy, mình sẽ được bảo hành chính hãng nha. Cây này nói chung là hàng gần như mới luôn, cây này em cầm được hơn 3 tháng, khoảng tầm 3 tháng em cũng không nhớ rõ, nhưng mà thường thì bên cửa hàng bên em cầm hàng chỉ có 3 tháng là bên em sẽ thanh lý nha. Phụ kiện là vẫn phụ kiện theo máy của nó luôn nha mọi người nha, đây vẫn phụ kiện theo máy của nó, còn mới keng hết. Cây này em thanh lý là chỉ có 2 triệu 6 thôi, nó sẽ rẻ hơn một con máy mới lên đến là 500 ngàn nha mọi người nha. Đấy, quay lấy sim nè, cốc cáp sạc nè, còn y nguyên, nói chung là của nó là còn y nguyên hết. Cây này nếu mà mình có thể bán ra là 299 luôn nha mọi người nha. Đấy, một máy nha mọi người nha, Samsung Tab A7 Lite. Và cái điểm trừ của cái cây này á, cây này nó có một cái điểm trừ duy nhất, đó là khách cũ người ta sử dụng á, nó bị rớt một tí bụi ở cái viền camera này mọi người. Làm sao quay cho thấy ta, tại vì nó rất là nhỏ nha mọi người nha, để mọi người thấy cái viền camera. Nhưng mà cái này nó chưa dính vào con mắt camera nha, một tí ti bụi thôi, nó vào từ cái màn loa trên nè, nó vào nó dính một tí ti ở trong cái vành này, trong cái vành bảo vệ camera, trong 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 con mắt camera nha. Nhưng mà nó chưa chạm đến con mắt camera, cho nên là nó không ảnh hưởng gì đến camera nha mọi người nha, đặc biệt là không ảnh hưởng gì đến camera hết. Nhưng mà khi mình nhìn vào, mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy được có một tí bụi ở đây, một tí ti bụi thôi. Đấy, cái đó mình phải nhìn kỹ mới thấy được, chứ còn mình sử dụng như thế này thì không thấy được đâu mọi người. Em thanh lý là 2 triệu 6 thì nó sẽ rẻ hơn là 500 ngàn so với một con máy mới bên cửa hàng em. Máy mới hoàn toàn bị chưa kích hoạt thì bên em vẫn có nha mọi người nha, máy mới hoàn toàn chưa kích thì bên em vẫn có, vẫn được bảo hành chính hãng nha. Nhưng mà con này thì nó sẽ rẻ hơn 500 ngàn, và mọi người vẫn sẽ được bảo hành chính hãng lên đến tháng 3 năm 2024. Thì mình đâu có dạy gì đâu, mình chọn một máy mới chi đúng không mọi người. Đấy, nói chung là những khách hàng dễ tính thì có thể chọn những con máy này, tại vì bây giờ hư hao thì hãng người ta bảo hành rồi, không lo lắng gì hết. Đấy, nó có một tí ti bụi ở cái vành của mắt camera trước thôi, còn lại là máy là gần như mới hết nha mọi người nha. Đây là hàng em thanh lý cầm đồ ra thôi, em sẽ mở lên camera trước cho mọi người xem nha. Đây là cam sau ha, cam sau, còn mình sẽ mở lên cam trước nè. Đấy, nói chung là nó không có ảnh hưởng gì đến hết nha mọi người nha, nó không ảnh hưởng gì hết á. Đấy, rất là đẹp luôn, nó không ảnh hưởng gì hết, nói chung là nó không ảnh hưởng gì đến cái camera trước hết, cái miếng bụi này nè, không ảnh hưởng một tí ti ti nào luôn. Những con này thì về cái cấu hình sơ bộ của nó thì nó màn hình sẽ là 8.7 inch nè. Đấy, RAM thì sẽ là RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Hệ điều hành Android nó sẽ hỗ trợ cho mình cập nhật lên Android cao nhất bây giờ luôn, đó là Android 13. Đó, hàng điều hành chính hãng Samsung được bảo hành đến tháng 3 nha. Pin của nó sẽ được là 5100, nó sẽ hỗ trợ sạc 15W, và con này nó vẫn là phụ kiện sạc cáp theo máy luôn. Đấy, ở đây thì em thấy con này nó khá là chất lượng luôn nha mọi người nha, nó sử dụng màn loa kép nè, hai màn. Con này có thể chơi được Liên Quân hoặc là những cái game như là PUBG hay là Free Fire Mobile ở mức cấu hình trung bình luôn nha mọi người nha. Mặc dù là RAM 3, bộ nhớ 32, nhưng mà con chip của nó và cái hệ điều hành Android của nó là Android đời mới. Thế thành ra là mình cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Còn những con này mình về sử dụng thì cứ thoải mái thôi, hư hao thì có hãng người ta lo, mình không phải lo gì hết. Thiết kế nguyên khối, sử dụng sim nghe gọi giống như điện thoại luôn nha mọi người nha. 8.7 inch, mình cầm vừa tay chứ nó không quá to cũng không quá nhỏ nha. Với mức giá bên em thanh lý là 2 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ đến luôn với một con máy giá rẻ nữa nha mọi người nha. Ở đây thì bên em sẽ có vừa cũng là hàng thu được của khách thôi. Đây là một cây Samsung S9 Plus bản Mỹ. Cây này thì bên em thanh lý chỉ có mức giá sẽ là 2 triệu rưỡi cho đầy đủ phụ kiện nha mọi người nha. Lưu ý giúp em là 2 triệu rưỡi cho đầy đủ phụ kiện, là gồm có ốp lưng nè, một bộ sạc cáp quay lấy sim rồi nha. Sạc cáp thì bên em sẽ tặng là sạc nhanh 18W nha. Đấy. Tại sao con S9 Plus mà nó rẻ hơn một con S9 nhỏ? Thì lý do là con này thì màn hình của nó hơi ám nha mọi người nha. Con này là màn hơi ám nè. Em sẽ vào cái phần trắng đây, mọi người sẽ thấy là màn của nó hơi ám nè. Em sẽ mở giảm giảm bớt độ sáng để mình dễ thấy hơn ha. Đấy, mọi người thấy là nó sẽ ám vàng ở khúc dưới này, còn khúc trên thì bình thường. Nhưng cái ám vàng này á, mình sẽ cài cái màn hình đen nha mọi người nha. Tức là mình sẽ vào cái chế độ màn hình tối ấy. Đây, mình sẽ sử dụng ở cái chế độ màn hình tối thì mình sẽ không thấy được cái độ ám của nó. Đấy, nhưng mà màn ám thì bên em bán ra vẫn sẽ báo màn ám. Coi này là màn ám nha. Còn lại là nó sẽ là máy nguyên zin luôn, từ men, vỏ, màn và kể cả pin theo máy, màn hình zin hết. Đấy là máy nguyên zin.
chưa từng buông tháo luôn đấy, chỉ có là cái màn nó hơi ám thôi. Màn hơi ám là do khách cũ người ta kiểu như là sử dụng nóng trong cái thời gian thường xuyên ấy. Đấy. Con này bên em vẫn sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng, nhưng mà màn ám thì em sẽ không bảo hành màn hình thôi, tại vì cái màn ám mà mai mốt yêu cầu bên em là bảo hành cho nó không ám thì không được, tại vì cái màn ám thì không xử lý được, chắc cú là như vậy. Bản Mỹ thì sẽ là một sim, con này sẽ sử dụng màn hình cong và cái màn hình của nó sẽ là Super AMOLED nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ lên đó là 2K cộng. RAM thì sẽ là RAM 6GB, bản Mỹ thì sẽ chạy chip Snapdragon 845 nha mọi người nha. Về camera. Camera con này thì cũng khá là đẹp nha mọi người nha. Đấy. Camera của dòng S9 Plus thì quay phim quay đồ rất là đẹp. Ví dụ như mọi người muốn mua một con máy mà về sử dụng ứng dụng hay là chơi game hoặc là quay về vấn đề quay phim ấy, quay phim chụp ảnh ấy, thì những con này là cái mức chọn lựa rất là hợp lý. Ví dụ như mình quay vlog, quay TikTok hay là quay YouTube gì đó. Đây, những con này khá là ok mọi người, tại vì camera của nó rất là đẹp. Đấy, camera của nó quay phim rất là đẹp. Bộ nhớ nó sẽ là 64GB nha. Máy thì em bao cho mọi người là full chức năng, điểm trừ duy nhất là bị màn ám thôi. Em thanh lý lại là 2 triệu rưỡi cho đầy đủ phụ kiện. Còn nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện thì bên em sẽ giảm thêm nha. Tức là không lấy phụ kiện, bên em sẽ giảm thêm 100 rưỡi nữa thì chỉ còn có lại là 2 triệu 350 ngàn cho S9 Plus thôi. Thì mọi người thấy là rất là rẻ rồi. Về tình trạng bên ngoài thì con này em thấy là còn khá là đẹp. Con này có thể đánh đồng được khoảng tầm 98% nha. Về tình trạng bên ngoài còn khá là đẹp. Màn hình thì bên em đã dán sẵn luôn cho mọi người rồi nha. Đấy. Điểm trừ duy nhất là nó chỉ có màn ám thôi. 2 triệu 350 ngàn thì với mức giá em thấy là nó rất là hợp lý cho một con S9 Plus. Nếu như mọi người mua về trải nghiệm, tại vì cái màn ám này nó cũng bị nhẹ thôi, chứ không phải là nó ám quá nặng, nó chỉ bị nhẹ thôi. Mình chỉ cần cài màn hình tối vào là sử dụng ok liền ngay nha mọi người nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với một vài cái dòng máy bên em vừa về nữa nha mọi người nha. Và cái chương trình khuyến mãi mà em báo ngay đầu video thì ở cuối video này em sẽ lên cái chương trình khuyến mãi nha. Tiếp đến mình sẽ đến với một dòng máy nữa, ở đây thì sẽ là một con V30, LG V30 nha mọi người nha. LG V30 thì con này là một con máy màu xanh, tình trạng máy thì là máy đẹp nha mọi người nha. Con này thì bên em đang bán thanh lý là chỉ có là 1 triệu 9 thôi. LG V30 thì bây giờ nó là tất cả những chức năng nó đều hoạt động ok hết nha mọi người nha. RAM của những con này thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Đặc biệt màn của nó sẽ là màn OLED luôn. Mọi người thấy là trong cái mức giá mà 1 triệu 9 mà sở hữu một con máy màn OLED thì em nghĩ là nó khá là ít ấy. Trên thị trường thì nó rất là ít ấy. Chip thì sẽ là chip Snapdragon 835. Camera chính của nó sẽ có hai camera. Camera chính của nó sẽ lên là 16 megapixel nha mọi người nha. Con này được dán sẵn đề can rồi ha, dán sẵn đề can hết rồi. Đấy. Dán sẵn đề can, dán sẵn màn hình luôn rồi nha mọi người nha. Con này là bản hàng và nó sẽ chạy là một sim. Pin của những dòng LG V30 thì nó sẽ là pin của nó sẽ là 3300. Nói chung là nếu như quý khách hàng mà muốn mua một con máy để quay phim, chụp ảnh hoặc là giá rẻ hoặc là về chơi game ấy, thì những con này khá là hợp lý. Pin của nó thì có thể là hơi thấp so với 3300 mà chi cho cái màn OLED thì em thấy nó cũng hơi thấp một tí. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ hỗ trợ cho mình sạc nhanh và bên em có tặng kèm sạc nhanh luôn. Đấy, có tặng kèm sạc nhanh nha mọi người nha. LG V30 quay phim chụp ảnh thì là đẹp rồi nè, đó quay phim chụp ảnh thì khỏi chê rồi, đẹp rồi. Đây cam trước cam đầu là ok hết, góc rộng cam trước luôn nha mọi người nha, có góc rộng luôn. Đấy, nghe gọi to rõ. Hi-Fi DAC trình nghe nhạc xem phim thoải mái luôn nha mọi người nha. Cái này là đã dán đề can rồi nhưng mà thực chất bên em dán đề can nó không được đẹp đâu, cho nên mọi người ví dụ như mình về mình thấy đề can không đẹp thì mình có thể là tháo ra dán lại giúp em nha. Độ rộng màn hình của những con này á thì nó sẽ là 6 inch, cái tỷ lệ khảo độ rộng của nó sẽ là 1.9 nha mọi người nha, 1.9 đấy. Tỷ lệ màn hình của nó sẽ là 18:9 căn màn á, tức là cái tỷ lệ mà tràn viền á đó. Mọi người thấy là rất là đẹp. Nói chung là con này thì về tất cả chức năng cũng như là về cấu hình cũng như là độ nhanh độ nhạy của nó thì em đánh giá là khá là cao. Nói chung là theo sở thích của em luôn cũng như là theo kinh nghiệm của em thì em thấy là cái dòng LG lúc nào nó cũng là hàng cấu hình cao, giá rẻ và màn hình đẹp. Như mọi người thấy LG thì từ mà về công nghệ màn hình TV rồi nói chung là tất cả những về công nghệ của nó, về cái màn hình thì lúc nào của nó cũng ưu tiên cả của LG. Đấy, của LG và Samsung. Đấy. Con này là 1 triệu 9 cho LG V30. Cũng như là những cái dòng như là iPhone 7 Plus thì bên em về thêm khá là nhiều nữa. Ngày hôm nay về thêm 7 Plus nhiều luôn, 7 Plus bản 128GB màu đen. Đấy, 128GB màu đen. Tất cả đều là bản Mỹ nha mọi người nha. Cái lô này là lô thứ ba em về rồi, tức là cái cách trước đây nó sẽ có hai lô rồi, lô này là lô hàng thứ ba rồi. Nó đều là bản Mỹ và đều là một màu đen hết nha mọi người nha, tất cả đều một màu đen hết. Pin thì em sẽ bao cho mọi người là pin trên 80%. Máy thì sẽ bao
nguyên zin và full chức năng. Với mức giá bên em bán ra sẽ là 3.200.000 và đã tặng phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, một bộ sạc cáp nha mọi người nha. Đấy. Nói chung là vân tay vân đồ là em bao tất tần tật hết nha mọi người nha, vân tay rồi là bao tất tần tật hết. Bản Mỹ 100%. Bản 128GB, máy quốc tế chuẩn nha mọi người nha, máy quốc tế chuẩn. Tình trạng máy thì em sẽ đánh đồng là đẹp khoảng tầm 98-99%. Nhưng nhiều quý khách hàng dễ tính thì có thể đánh đồng là khoảng tầm 98 luôn. Đấy, hàng vẫn là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là rinh và đẹp luôn nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 3.200.000 thôi. Và mình sẽ đến với cái chương trình khuyến mãi. Thì chương trình khuyến mãi ngày hôm nay thì đó, như một em đã báo ở đầu video cũng như là báo cho mọi người từ ngày hôm qua rồi, đó là đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì bên em sẽ có 3 chương trình khuyến mãi trong vòng 1 tháng. Quý khách hàng chỉ cần bấm theo dõi video cũng như là chia sẻ những video của bên em ấy, thì hàng tháng sẽ nhận được những thông báo bên em. Giống như ở đây, ngày hôm nay thì bên em sẽ khuyến mãi cho mọi người một cái dòng tai nghe Bluetooth. Tai này là tai AirPods, tai AirPods nha mọi người nha, tem hổ. Như mọi người thể thấy trên thị trường thì tai AirPods tem hổ thì cũng thấy khá là nhiều ha. Tem hổ thì nó cũng sẽ có nhiều loại, hổ tem vàng cũng như là tem xanh, tem tím, có tem đen nữa. Nói chung là cũng có tùy vào chất lượng của từng dòng thôi. Dòng này thì bên em hiện tại đang bán ra với mức giá của nó sẽ là 470.000 nha mọi người nha, 470.000 cho là tem hổ. Và chế độ bảo hành sẽ được bảo hành cho mọi người sẽ là 3 tháng. Đấy, nói chung là nó sẽ bảo hành giống như điện thoại luôn, chế độ bảo hành sẽ là bảo hành 3 tháng. Em không bảo hành rơi vỡ và rớt nước nha mọi người nha. Không bảo hành rơi vỡ và rớt nước, tại vì cái tai AirPods này nè, khi nó bị vào nước á, nó sẽ không thoát nước ra được. Ví dụ như mình bị rớt vào nước á, nó sẽ không thoát nước ra được nha mọi người nha. Đấy, tai AirPods này nó đặc biệt là như vậy. Cho nên là nếu mà vào nước thì rất là dễ, đi mưa đi đồ là nó ướt là mình sẽ rất là dễ biết, tại vì nó vào nước thì nó sẽ không thoát ra được. Cái tai AirPods cái dạng hổ này đặc biệt là như vậy. Tai này bên em đang bán là 470.000, như đây là cái chương trình đầu tháng nha mọi người nha, chương trình đầu tháng em sẽ giảm cho mọi người đó là 170.000. Đấy, em sẽ bán một với mức giá sẽ là 300.000 một tai. Và áp dụng cho mọi người, lưu ý giúp em là áp dụng trong ngày 1 tháng 8 thôi, tức là chỉ áp dụng trong một ngày hôm nay thôi nha. Chỉ áp dụng trong một ngày hôm nay, tức là cái chương trình của ngày hôm nay thôi. Đấy. Ước giá sẽ là 300.000, em sẽ giảm cho 170 nha mọi người nha. Đầu tiên mình vào trong, bên trong nó sẽ có một cái tai nghe nè. Đấy. Bên trong này nữa sẽ có một dây cáp sạc. Cáp sạc này thì thực chất không cần thiết đâu. Ví dụ như mình sử dụng cho iPhone thì mình kết nối trực tiếp với iPhone của mình thôi. Đấy. Mình sạc trực tiếp với cục sạc iPhone, chứ còn với cáp sạc của nó thì không cần thiết lắm mọi người. Dòng này thì nó sẽ tự động kết nối nha mọi người nha. Ví dụ như là ở đây là một chiếc điện thoại của em đi ha. Chiếc điện thoại của em đi. Em sẽ bật nó lên. Đấy, nó sẽ yêu cầu mình kết nối bên cái điện thoại ngay nha mọi người nha. Đó, nó sẽ tự động kết nối. Mình bấm vào kết nối thôi. Như vậy là mình bấm vào kết nối và mình nghe thôi. Cái này thì dòng này thì nó vẫn không bằng những cái dòng chính hãng. Nói chung là nó cũng chỉ là hàng rep 1.1 hoặc là hàng loại 1 loại 2 thôi, chứ nó không phải là những dòng như là chính hãng. Những cái dòng chính hãng thì nó lên nó 7 triệu mấy cho cái dòng AirPods lận. Mà con này thì bên em bán ra chỉ có 470.000 thôi. Thì nói chung là cái chức năng thì nó sẽ không bằng những cái hàng kia. Chắc cú là như vậy, hàng 400 mấy thì bắt buộc về chức năng của nó sẽ không bằng cái hàng mà 7 triệu mấy được. Đấy. Nó có rất là nhiều dòng mọi người, 2 triệu mấy cũng có, rồi 800 mấy cũng có, hoặc 1 triệu mấy cũng có, rồi 3 triệu mấy, 4 triệu mấy hoặc là 7 triệu mấy. Cái dòng cao cấp nhất thì nó là 12 triệu. Đấy, cho cái tai nghe AirPods thì dòng đó là dòng cao cấp nhất. Nhưng đó là những cái dòng kiểu như là nó có nhiều chức năng thôi. Thực chất cái tai nghe với em thôi, ở đây thì em không áp dụng cho tất cả khách hàng, nhưng mà với em thì mình tâm sự một tí thôi. Với em thì cái tai nghe nó chỉ có một cái chức năng duy nhất, đó là nghe gọi và nghe nhạc thôi. Đấy. Dạ xin lỗi mọi người, em cắt ngang video. Đấy, đối với em thì tai nghe thì chỉ có để là nghe gọi thôi, nghe gọi và để nghe nhạc thôi. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ mình nghe gọi luôn nha mọi người nha. Nó hỗ trợ Bluetooth lên đó là khoảng tầm 10m nha mọi người nha. Hỗ trợ Bluetooth khoảng tầm 10m. Nói chung là nghe rất là ấm và to. Nó sẽ tốt hơn những cái dòng mà 100 mấy, 200 mấy. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Nói chung là dòng này thì theo em bán từ cách đây khoảng tầm 1 tháng đổ lại đây, thì dòng này em thấy là nó khá là chất lượng về âm thanh cũng như là về cái chất lượng của pin của nó. Pin của nó thì như em trải nghiệm thì rơi vào khoảng tầm 4 tiếng nha mọi người nha. Khoảng tầm 4 tiếng tới cái những cái khoảng tầm 3 tiếng rưỡi trở lên đó, là mình nghe cái khoảng cách của nó bị gần lại, tức là cái khoảng cách Bluetooth của nó sẽ yếu lại nha. Bắt đầu mình sẽ sạc, nói chung là khoảng tầm 4 tiếng thì quá nhiều rồi mọi người. 4 tiếng là ok rồi ha, cho những cái dòng tai nghe giá rẻ. Tai nghe này bên em đang bán là 470.000, và đặc biệt thì trong video này bên em sẽ giảm cho mọi người 170.000, tức là chương trình khuyến mãi. Và lưu ý giúp em là chương trình này chỉ áp dụng cho một ngày hôm nay, tức là ngày 8 ngày 1 tháng 8 thôi nha mọi người nha.
chứ để ngày mai mà khách hàng liên hệ cho em nói là yêu cầu là khuyến mãi tai nghe này như vậy thì bên em sẽ không khuyến mãi như vậy được nha, thông cảm giúp em ha. Dạ rồi, em cũng xin phép kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Mọi người mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105, để nghe lại những cái thông tin cũng như là những cái địa chỉ cửa hàng cũng như số điện thoại và cách thức mua bán bên em. Mọi người có thể là bấm vào phần mô tả video để xem chi tiết hơn nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng nha.